Gần đây, căng thẳng giữa Nga, Ukraine, phương Tây đang trên bờ vực chiến tranh và tâm điểm ở đây chính là Ukraine. Và tại sao Nga sẵn sàng chấp nhận rủi ro để ngăn nước này gia nhập NATO là một câu hỏi lớn. Thậm chí Thứ trưởng Ngoại giao Nga đã tuyên bố việc đảm bảo Ukraine không bao giờ trở thành thành viên NATO là một yêu cầu hoàn toàn bắt buộc. Quân đội Nga tăng cường lực lượng ở biên giới với Ukraine cũng khiến phương Tây dấy lên một mối lo ngại rằng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự. Ukraine thì lo sốt vó, trong khi phương Tây thì vẫn chỉ có những hành động bằng mồm là chủ yếu. Đối với Ukraine, phương Tây thông báo đại loại như kiểu, đây, tao cho mày vũ khí này, còn đánh nhau là việc của mày. Tóm lại là Nga dàn quân quy mô lớn và đòi yêu cầu phía phương Tây, NATO không được động đến, không sờ mó, không kết nạp, không mở rộng, đặt vũ khí của mình ở Ukraine. Vậy câu hỏi là tại sao Ukraine được Nga cho là vùng đất cấm? Bởi vì Ukraine có vai trò đặc biệt quan trọng với Nga khi xét tới vị trí của nước này, vốn được coi là bức tường thành giữa Nga và các nước Đông Âu, cũng như có tầm quan trọng mang tính lịch sử và biểu tượng. Ukraine thường được ví như là viên đá quý trên chiếc vương miện của Liên Xô. Tổng thống Putin từng nhận định Ukraine có mối quan hệ về kinh tế, ngôn ngữ và văn hóa chặt chẽ với Nga, đồng thời miêu tả người dân Nga và người dân Ukraine là một dân tộc. Nhà lãnh đạo Nga thậm chí đã viết một bài phân tích về chủ đề này với tiêu đề Sự thống nhất về lịch sử của người dân Nga và người dân Ukraine. Ukraine có một vị trí địa chính trị hết sức đặc biệt, luôn là sự tương phản giữa hai vùng rõ rệt. Khu miền Tây và miền Trung giáp với châu Âu chịu ảnh hưởng nhiều của nền chính trị phương Tây. Người dân ở đây theo quan điểm ủng hộ tăng cường liên kết với Liên minh châu Âu và NATO. Phần còn lại là vùng duyên hải dọc Biển Đen và miền Đông với nhiều yếu tố gắn với nước Nga và những hoài niệm về thời Liên bang Xô Viết. Mỹ và phương Tây luôn coi Nga là cái gai trong mắt từ rất lâu rồi, nhưng Nga lại luôn cứng đầu khó chịu, muốn nhổ cái gai này thì Ukraine như là một nửa gọng kìm tốt nhất. Kết nạp được Ukraine vào EU và NATO thì Mỹ và phương Tây tha hồ đặt hệ thống tên lửa, vũ khí, kiểm soát sát biên giới Nga. Nhưng Nga cũng đâu để yên cho Mỹ làm như vậy. Nên quốc gia này được coi như là lằn ranh giữa hai thế lực, ai cũng muốn chiếm quyền kiểm soát. Với vị trí địa lý, chiến lược nhạy cảm cùng những phức tạp trong đời sống kinh tế văn hóa, người dân Ukraine đã tự biến mình thành vùng đệm tự nhiên giữa Đông và Tây. Và kết quả là bị kẹt cứng trong cuộc chiến giành ảnh hưởng kéo dài nhiều năm qua. Người ta tin rằng những diễn biến ở Ukraine trong thời gian vừa qua được xem là cuộc chiến giữa Nga với Mỹ và châu Âu nhằm tranh giành quốc gia Đông Âu. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga tìm mọi cách để thắt chặt quan hệ với các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô Viết, đặc biệt là Ukraine. Thông các khoản tín dụng và các hợp đồng kinh tế có lợi cho các đồng minh, cung cấp dầu khí giá rẻ nhằm ngăn chặn xu hướng ngả theo phương Tây. Nhà chính trị học chuyên gia về Ukraine nhận định, từ khi Liên Xô sụp đổ, một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Moscow là giữ Ukraine trong tầm kiểm soát. Nga luôn xem Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ đương nhiên thuộc vùng ảnh hưởng của mình. Điều này giải thích vì sao Moscow không chấp nhận cho EU mở rộng biên giới về phía đông. Ở mặt trận bên kia, Mỹ và phương Tây cũng tranh thủ mọi biện pháp để lôi kéo Ukraine và các nước khác ly tâm khỏi Nga. Chủ tịch Hội đồng châu Âu đã thẳng thừng tuyên bố tương lai của Ukraine thuộc về EU. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng hòa giọng khi nói rằng không có nơi đâu cuộc chiến cho tương lai dân chủ của châu Âu lại quan trọng hơn ở Ukraine hiện nay. Và rằng Hoa Kỳ và EU đứng cùng với người dân Ukraine trong cuộc chiến cho nền dân chủ. Tóm lại, cứ mỗi khi chính quyền mới ở Ukraine lên nắm quyền mà thân với Mỹ và phương Tây thì Nga sẽ ra tay đe dọa. Còn nếu chính quyền này mà thân với Nga thì Mỹ và phương Tây lại đàn áp thẳng tay. Vì lẽ đó, Ukraine suốt thời gian qua luôn trải qua khủng hoảng về chính trị cũng như kinh tế đất nước luôn đặt trên bờ vực chiến tranh. Còn lần ra tay này, thực sự với tiềm lực của mình, thì Nga đập phát thì Ukraine chết ngay. Nhưng Mỹ và phương Tây sẽ có lý do để cấm vận, đưa vũ khí vào Ukraine, đào tạo quân gây bất ổn lâu kéo dài, khiến kinh tế Nga đi xuống. Mỹ và phương Tây rất muốn người Ukraine chiến đấu vì lợi ích của họ. Putin thừa biết điều đó. Mấy ngày qua, tập trận với quy mô lớn ở sát biên giới với Ukraine để gửi thông điệp đến Mỹ và phương Tây, đừng vượt làn danh đỏ, đừng dại kết nạp Ukraine và EU hay các khối Bắc Đại Tây Dương NATO. Đó cũng là thuốc thử xem phản ứng của Mỹ, NATO như thế nào. Còn Ukraine, Nga sẽ tiếp tục hậu thuẫn lực lượng ly khai thân Nga, tiến hành quấy rối đảo chính khi có cơ hội, bóp nghẹt kinh tế Ukraine từng bước. Đầu tiên,
cho dòng khí đốt không chảy qua Ukraine qua đường dòng chảy phương Bắc để đưa thẳng đến châu Âu. Ukraine sẽ mất một nguồn lợi lớn đóng góp vào kinh tế mà phương Tây qua phép thử mùa đông năm ngoái thiếu khí đốt cũng hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tóm lại, Ukraine sẽ còn rất nhiều khó khăn vì họ không tự định đoạt số phận của mình được. Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé.